Một ông cụ già yếu dẫn đến sống cùng con trai, con dâu và đứa cháu trai mới tròn 4 tuổi của mình. Ông cụ hai tay run rẩy, mắt của ông thì cũng đã mờ, còn đôi chân thì loạng choạng. Mỗi bữa tối, cả gia đình cùng nhau quây quần bên bàn ăn. Nhưng đôi bàn tay run rẩy của ông cụ cùng với đôi mắt kém nhèm đã khiến cho việc ăn uống trở nên khó khăn. Những hạt đậu rơi từ thìa xuống sàn nhà. Khi cụ ông cố với tay lấy cốc sữa, sữa tràn ra, đổ hết lên khăn trải bàn. Trước sự hỗn độn mà ông cụ gây ra, người con trai và người con dâu cảm thấy vô cùng bực bội. Anh chồng bảo với vợ rằng, chúng ta phải làm gì đó thôi. Tôi đã chán ngấy cái cảnh sữa bị đổ, ăn uống ồn ào và thức ăn trên sàn quá rồi. Thế rồi họ bắt đầu đặt một chiếc bàn nhỏ ở một góc nhà. Ông cụ phải ăn một mình ở đó, trong khi những thành viên còn lại trong gia đình thì quây quần bên bữa tối. Vì ông cụ đã làm vỡ vài cái bát, nên thức ăn của ông được cho vào một chiếc bát gỗ. Thỉnh thoảng khi cặp vợ chồng liếc nhìn sang cha mình, cô Oạnh ở một góc phòng, họ thấy trong đôi mắt của ông là nước mắt. Thế nhưng, những lời duy nhất mà họ nói với ông chỉ là những lời trách móc nặng nề mỗi lần ông làm rơi muỗng hay đánh đổ thức ăn. Duy chỉ có đứa con 4 tuổi là quan sát hết tất cả mọi việc trong yên lặng. Vào một buổi tối trước bữa ăn, người cha nhìn thấy con trai mình đang nghịch với những mảnh gỗ vụn trên sàn nhà. Anh ngọt ngào hỏi, này con trai, con đang làm gì thế? Cũng bằng giọng ngọt ngào, cậu bé trả lời, dạ, con đang làm một chiếc bát nhỏ để bố mẹ có thể đựng thức ăn khi con lớn lên. Thế rồi cậu bé vui vẻ và quay trở lại với công việc của mình. Câu trả lời của đứa trẻ đã làm cho cặp vợ chồng sững sờ. Nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt của họ. Mặc dù không nói nên lời, cả hai đều biết mình phải làm gì. Tối hôm đó, người con trai cầm lấy tay cha của mình và nhẹ nhàng dìu ông trở lại bàn ăn của gia đình. Và kể từ hôm đó, ông cụ luôn được dùng bữa với chính gia đình của mình. Và bởi vì lý do nào đó, giờ đây dù muỗng có rơi, sữa có trào, khăn trải bàn có dính bẩn, cả hai vợ chồng người con trai đều không để tâm nữa. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Bất kể mối quan hệ giữa cha mẹ và bạn có thế nào, bạn vẫn sẽ rất nhớ họ khi họ không còn trong cuộc đời của bạn nữa. Khi cha mẹ còn ở bên cạnh mình, hãy luôn tôn trọng, thương yêu và chăm sóc họ. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về du học, du lịch, định cư Mỹ và Canada, vui lòng liên hệ công ty tư vấn du học và di trú Hình Tâm để được tư vấn miễn phí.